Hôm nay em dẫn khách test nổ em Isuzu TL3700. Vào luôn. Rồi, tới đi. Rồi, vào luôn. Rồi. Em bắt lại cái e tí cho dễ nổ. Bởi vì cái e kéo cái rút về ấy là có nổ. Chỉnh chiếc lại. Rồi. Rồi hết tắt rồi. Rồi nó dính luôn. Đâu? Bây giờ phải kéo lại. Rồi đè cái nổ lên. Đấy. Rồi dính luôn. Bây giờ lấy cái lò xo kéo lại. Đấy. Rồi. Thế nãy giờ cứ lăng nhăng cái gì. Chết đẹp. Rồi, tất cả mọi cái thì từ số má cho đến cu sới và tất cả mọi cái đã hoàn tất. Và mới nhanh, mình chờ coi như là các xếp duyệt. Vâng, tỷ số lúc này vẫn là 6-5, nghiêng về phía đối bạn. Và lúc này trời mưa, khách đến quay xe cũng đang rất... Ôi! Rồi, các bác nha. Và cũng như em nói các bác là giá là lúc này là 65 triệu. Đấy, còn thương lượng. Bớt cho các bác những người ở xa, ở gần đều có thương lượng hết cho các bác. Và cuối cùng cho em xin chân thành cảm ơn. Hẹn lại các bác, đi cho con.